Thưa quý vị, Samsung Electronics có thể sẽ báo lỗ lên tới gần 1 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 năm 2023. Đây là khoản lỗ theo quý đầu tiên trong 15 năm đối với công ty do nhu cầu giảm mạnh sau dịch COVID-19. Theo hãng tin Yonhap, có nhiều dự báo về khoản lỗ của Samsung trong quý 2. High Investment Security dự báo Samsung lỗ 1,28 nghìn tỷ won, tương đương 961 triệu đô la Mỹ. Trong khi đó, công ty môi giới SK Securities dự kiến Samsung Electronics chịu khoản lỗ hoạt động 600 tỷ won và Samsung Securities dự báo khoản lỗ hoạt động 279 tỷ won. Nếu những dự báo này thành hiện thực, Samsung sẽ có khoản lỗ hoạt động theo quý đầu tiên kể từ quý 4 năm 2008. Khi đó, công ty ghi nhận khoản lỗ hoạt động 940 tỷ won. Đầu tháng 4 vừa qua, Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động kinh doanh đã giảm 95,75% xuống còn 600 tỷ won trong quý đầu tiên của năm 2023. Mới đây, Samsung Electronics đã tuyên bố cắt giảm sản lượng khi nhu cầu về chất bán dẫn suy giảm. Các nhà phân tích đánh giá sản lượng và doanh thu của Samsung Electronics giảm do nhu cầu chip nhớ và các thiết bị di động giảm. Hãy bấm đăng ký kênh Điểm Nóng Toàn Cầu và nhấn nút chuông để dòng thời sự thế giới luôn sôi động trên màn hình của bạn. Điểm Nóng Toàn Cầu, video mới nhất về thời sự thế giới từ Báo Thanh Niên.